Hello everybody. Okay, now we learn the new word first. In unit 12, accident. Accident. Thì noun. Ambulance. Ambulance. Vị trí noun. Crash. Crash. Vị trí verb. Cross. Cross. Vị trí verb. Dangerous. Dangerous. Vị trí adjective. Injure. Injure là vị trí verb. Interrupt. Interrupt là vị trí verb. Want. Want là vị trí adverb. Pay attention. Pay attention là vị trí verb. Sidewalk. Sidewalk là vị trí noun. Jack. Jack là vị trí noun. Hello everybody. Okay, now we start to learn our lesson. Unit 12, a traffic accident. Nói không mê đến cứ bộ nâng dô chú bác ông phí ca pra phát khó thị dụ. Bạn thay tiết bằng tòa bí bộ bàn riêng. Nói mê đến tì đọc mùi. Nói không mê đến tì đọc bí nế cứ miên cô bùm nóng. Describing past action interrupted by a different action. Lúc rút bàn riêng trong phần lập chi video thọt ở phần riêng xâm rạp là phần riêng xói phần ảnh mơ video của lúc rút lúc bây nào các bạn lúc bây nào để phần riêng bị xa lại hay lúc rút nâng an bỏ bài phần vô cho recording ở phần đập bị đam của phần này mê riêng thì đọc bí là hồn ở trong chọc này mê riêng đi đọc bí tạm đó. Ok. Unit 12. A traffic accident. Nghĩa là cực nặng cho ra cho. Traffic, traffic nó cứ cho ra cho. Accident nó cực nặng. I was frightening. Vì trong tọc slug. Frightening, tọc slug. Pay tọc slug. Unscribble the word in the box. Unscribble mình nghĩ là dường đặc biệt nó ngồi về trâu nó không phải ốc hết phụ con chỉ mua được việc nhưng phụ ai mới đặc bản đấy accident. Ok, answer the question in your notebook. Have you ever seen or been in a car accident? Ta nè thlop khơi, rư gà ta nè thlop rư ta nè làn tế. What happened? Ta vay cả lái. What did you do? Ta nè thua ấy. Listen to pisat. Snap tàu pisat nè dây hiếng. Ông pi rư ta nè làn. Đại quật bàn khơi. Chia sạ sạy. Fitness. Ta nè bạc bỏ gồm bông thua ấy nè về đại quật bàn bốc làn bạc quật. Crash, crash nè bốc. Ôn sắp thêm cái tam đó. Chứng đọc nằm lại cái tam đó cũng ở khẳng về. Listen again, mark the part and the sentence. Chứng ôn sắp hãy chăm ôn phục con. Mớ. 4.12.1. Pisat, you're 30 minutes late. Where? What happened? You don't look well. I saw a car accident while I was walking Kiki. Where? What happened? When we were passing the market, I was thinking about crossing the street, and when I looked up, I saw a car was speeding toward me. The driver wasn't paying attention to the road. He was looking at his mobile phone while he drove. That sounds like it was really frightening. It was. The scarier thing was, he almost crashed into a group of children while they were crossing the street. Oh no! I hope they were okay. They were. When the driver saw the children were crossing the street, he crashed into a motor. When they got to the other side of the street, the youngest kid was crying, but they weren't hurt. What did you do then? I helped the kids to the other side of the street and onto the sidewalk. The youngest kid was feeling better when the police arrived. Did you tell them what happened? That's why I was late.
I was the only witness, so while the police were asking me questions about the accident, I missed my bus. I told them the driver was speeding and looking at his mobile phone when he passed me. That was a very dangerous thing to do. I saw a car accident. Khiêm ban khơi cột nặng làn mùi. Trả cho làn. I was thinking khiêm cùng phong cất ông pí. Khiêm ban cùng phong cất ông pí ca chlong cắt lòng. Hai nô pê để khiêm rộp. Hai khiêm khơi. He almost got stir tại bốc lục rong mây mây một cồng. Nước bê đài đã bật bò bàn khởi của mình khởi mình cũng phong trọng cảm lâu. The youngest kid khởi mình khởi mình cũng cứ mẹ rộng lọ và xa. Nước bê đài bởi lý xua nhộm. A. Nước khả nạ đài phụ kết cũng phong trọng cảm lâu. B. Nước khả nạ đài phong cũng phong bình đá chạy à kì kì. C. Nhưng mà khó mình nó khó mình bỏ thân lực ấy. Nhưng khó lan cổng bằng khả nhỏ này dừng toàn. Lan muối cứ cầm bông bằng con nó bươn mà căn khả nhỏ. Còn bạn bốc một tô muối. Nếu bê đá bởi lý một đòn. Chúng phôn ai phụ quân mới ta ai phụ quân mà anh thế. Chúng dừng đập thêm đi đầm bay tiếng trong lời sẽ ngọt nhiều. Tape script 4.12.2. 1. I saw a car accident while I was walking Kiki. 2. I was thinking about crossing the street, and when I looked up, I saw a car was speeding toward me. 3. He almost crashed into a group of children while they were crossing the street. 4. When the driver saw the children were crossing the street, he crashed into a motor. 5. The youngest kid was feeling better when the police arrived. While the police were asking me questions, I missed my bus. End of tape script. Ok, rule có 4. Vì là ca pra phạt con nhú có 4 ghế, 400 đập. Rút bỏ pra con nhú là 400 đập. We use the phạt con nhú. Dương pra ca phạt con nhú đồng bên như dây tha nở nà mà nẹ. Nấu bẹt cần đá thua quầy vấy môn này lòng. Ca bị dụng môn khi nhóm ban cầm phông sụp bẩn khơi ọc sụp con cả nhà. Nó một ca bị dụng môn đó. Ôn mới về với liền nó bẹt cần đá. Tiếp B. It is common to use with thông đá tê đầm bay pra phạt con nhú. Hai đầm phạt sinh phó đầm bay dây rương rào. Phạt con nhú bỏ ra nếp bí sạm phiếp đang cầm bốc mạnh tỏ. Phạt sinh phó bỏ ra nếp bí sạm phiếp khlấy để về mô rộng khẳng. Chân bên đây ta phạt con nhú cần môn passing for nghe nghe phạt con nhú cần môn passing for ở tiêu hóa nó bê nhóm đai cầm bông sổ bắn khơi nhau sổ con cả nhá nó bê đà tù sạp nhóm nâng bàn rổ ráng một bị ring chân nó bê đà khi cầm bông sổ bắn khơi cầm bông sổ bắn khơi tù sạp rổ chân sổ bắn môn hay tù sạp rổ vẹ cả đà rổ rất đạch dù sọc mỏng nghe nghe chân phạt con nhú cần môn passing for. I turn it off. Nhưng mà bật bí hơi bật to sụp bẩn thiện. Sụp bẩn thiện mới khởi nhỏ. Mập nhạy nè. It is common to use viết thông bà đa tê đồng bày pra bịa vén rưu cơ bịa vả đồng bày linh. Chọp. Linh nó cứ chọp mẹ nó lớn cái linh. Chọp sẽ cầm phép bì. Use vả. Pra bịa vả nó mục sẽ cầm phép con nhu. While I was doing my homework, nó khả nạy để khi nhóm cùng phong thua vợ bọc nhóm. The electricity went off. Khi xin đến cứ đạch luật. Use when, pra biệt when, môn, sức cầm phiếp cùng phong bằng tó, rưu có sức cầm phiếp khởi.
When I was riding my bicycle, nó khả nạ bê đề khiêm gồm vùng chi con bọc nhóm, muốn bàn rớt cắt mục nhóm. Mà rớt bì mục nhóm đó nè. Nó bê đề khiêm gồm vùng chi con, nó bê đề muốn mỗi bàn rớt mục nhóm. Chân mê đề tha dương gồm vùng để chi con, muốn bị rớt mục. Chân sẽ cầm phiếp đề gồm vùng chi con dương gồm vùng chi, hay muốn rớt cắt mục interrupt. Chân như vậy khai tớ cứ phát thân nhú cả môn phát sinh phổ. Chân bật sân phổ sẽ đạp bắt bạc của này mơ xa lại năng lòng với nhé. Use the correct form of the verb pra tùm rung trăm trấu này kê sập nằm bây bằng bánh bởi dụ. Write sentences in your notebook. Example, it was raining. Vì cầm bông phliên nó bê đẹp nhóm nhẹ. Bật mình chân woke up nó bị wake up sụp hẹp nè bạn chưa nó khả nạ mình chân sụp hẹp nó bạn chưa mình là sụp hẹp nó broke his leg tại cái cá brick thì dùng broke bạn chưa quát nó bây giờ quát was playing football anh ấy phát con nhiều nè quát cổ bông lên bàn to bàn tốt sẽ chừng quát bạn chân bạn nó bẹ cái đá lên nè. Nhóm mình bán chú bộ kê tế vì bộ kê công phong lạc khuôn nó bị cao đạo trời. Chân mình đây tha I didn't see them tại đại cá là nế them because they were hiding behind a tree. The student were talking when the teacher returned. Chân mấy ngọc bông sắc ngọc bông chạy 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 Rưu có tạo lọc một mình. And he returning time he did tại đại ca lắm. While he was swimming nó bây giờ còn ngọc bông hai tức. Someone stole đi một thổ. Cái bàn lụy mà tôi bỏ đi still thì you stole tại đại ca. What were you doing when you heard the news? Nếu dương xua dưới phát con nhu đấy. I was talking to my grandfather when we heard it. Did you see it? The UFO crashed in your town last night. UFO nung ki me na tha ho ban bok nok nong ti krong la nok ti krong ka vi mon mrom ne pi vi na ban khoei me ka lang. Were you one of them? Ta nẹn cứ chìa mà nẹn lấy bộ kê tế. Nè, you fall. Lẹ. Answer the question in your notebook. Where did it crash? Crash nó bộc phát tầng kê chá. What were you doing when it crashed? What were others doing when you went to investigate the crash? What were you doing when the door opened? What were you doing when the alien greeted to town people? Alien nâng mà nó chùm lại chá. Xoa công đô mà nó nạ nó tì cọng. Talk to your partner. Find out what you were doing. I was. When it crashed, what were you doing? I was. What were the other doing when you ran into investigate? I was. What were you? I was. It happened while I was standing on the corner. Vìa bàn cạch láng nó khả nạ để khiêm cho nó cần láng cạch chung. Look at the pictures. What do you think happened? Ta nạ cạch thà ở với cạch láng. Discuss with your partner. Phía sai chỉ muốn đại cụ bản nè. Chẳng phụ mơ rụp hiếp ạ. Dùm làn bục. Cụt kia. Xong ra ở thờ trả cho cụt nạ sạch ra bà nhá. Put the story in the order it happened. Put your answer in your notebook. Ta sẽ cầm phiếp mùi nạ về cạn môn. Phụ mơ rụp hiếp nắng. Ấy bong lê tam lúc nào mình mong. Unscramble the sentences to form questions.
about the story. Write them in your notebook. Example, happened yesterday. What happened yesterday? Chúng phụ mơ xung lúa thì ngọt nè. Phụ ai riêng bằng cách unscribble bản thế. Bởi xin ọt bán tỏ. Chăm listen hay nên check thì ngọt nè mất. Tape script 4.12.3. A. What was the girl doing when she witnessed the car accident? B. How was the man in the sports car driving when he had the accident? C. What did he want to do? D. What was he trying to do when he fell to the ground? E. When did the truck driver call an ambulance? F. Why was the sports car driver crying? Ground nó nghĩa là đầy. Fell một việc fall thì lẽ truck nó lan, bị lan nè, lan cái tùm lính truck. Ambulance lan bèn. Chân phôn ai person sắp bật bán với ai sắp xa lần với nhé. Question about you. Have you witnessed an accident of any kind? What happened? Where were you? What were you doing? Was anyone hurt? Hurt nó rong rộng buộc chứ. Did anyone have? Bốn mới làm bộ làm chơi. Làm nó cần làm chơi bê rồi còn mạch bộ. Làm chơi thơ đâm ảnh đâm. Use the answer to write short paragraph in your notebook about the accident. Nhi kì chì paragraph mới. When I was riding, nó bê đề khi nhóm cùng phong chích con và khi nhóm ta mà lời tình lê cả vì sọc ra muốn. Nhóm man khơi một tổ hay nâng rồi mọ bục nha. Họt ca như thế chích bục nha. Nhóm cùng phong tập tẹt vì ca lên và bóc. Nó bê đề khi nhóm man khơi cửa thân này. Nẹ bác bò một tổ cư dực mây bọ. Quát cùng phong bằng ca nó bươn cho lòng cắt cho ra chó. Nó khả nạy để quất bọc đáy hào khả mê sẵn. Nhạc bạc bò rồi mọ bà nà bàn thòi là bướn hai cọc bọt chúi. Nó bê đà một tố nó bàn bốc quật. No one was hurt chẳng là khả mê là nàm lẹ trò rồi bốc tê. Nghĩa là tịnh mục ấy. Ngọc riêng khu này gọm là bàn ọt bốc. Có bàn tay vô mà nụ bàn phòm. Chẳng là bàn chạy thả. Nó bị đặt trong bàn mờ. Vô cái bàn chuối mình phải hỏi kết ạp. Vô cái cầm phong tay mù. Cho người ta lực một tố. Tố hàng lâu. Nó bị đặt nẹ bạc bỏ rộng mọ bàn chập đám chú cho mỗi con. Achoo. Began mà việc begin. Nẹ bạc bỏ rộng mọ bàn xong rồi. Vì kính chọn lại bài bọc quần. Nó bê đề khi nhóm bàn bọt chú. Bàn chạy chênh. Nó bê đề khi nhóm bàn cầm phong bạc chích tới chân ngài. Chích chạy chênh. Nhóm bàn lưu nà nàm nẹn dây thả quần nó cầm phong bạc. Đào mình cực lại hói mình vẽ mũ cà phía. Thò mà đá đã bọc nế vì tài anh tài. Chư rừng luôn á. Phật khát rừng luôn. Còn đặc là tôi bục cục lường lên. Bục lường ngọt đần ấy hông. Chẳng xả mớ cục lường nó thử. Vìa rừng mòm ọt chẳng á. Lại chiên rụt đầy rụt ấy. Bục mớ vìa đặt đầy thầm thọ ọt cục lường. Bục tôi mình ấy ọt bạ. Tịch làng tịch mà tôi chẳng á. Sit tolling an human. The village way. Chẳng như ta đọc sài, sẽ thô đọc sài, chùm luôn. Tạm phùm. What happened? Talk to your partner about what you think happened in the pictures. How do you think the situation was solved? Ta nè kết tha.
than a pip and throw ban paid us trying my soul. Soul is man said tall there. Mơ một con hay con chi bột kia bay ra thôi đồng đồng. Read for a big idea. Answer the question in your notebook. How do the people in this village settle a human? Ta mơ lúc lìa nó không phôm nâng đọc sai chùm luộc dàng mạch. Đang phôn chẳng đấng. Ta kì đọc sai chùm luộc nâng dàng mạch phôn mơ ạ tập bọn đi. Ôn đang á. Lâu lục lưu bỏ ra trúc trúc hỏi sạch. Chị đốn ở bọc nhóm, bàn pháp nhóm rương. Nhi, kà bì môn. Quân thảm về muối nó bê để nhóm ở dụ đọc bày chân nằm. Nhóm thua đồng lại chỉ mùi cổ xa bọc nhóm. Hai dương bàn chúc hộ hạt từ ngày trăng lục phùm muối nó lùng. Vì cứ chỉ cần lại để sổ sát một phút để nhóm bàn khởi. Mình miền láng nó tam phùm tế. Nẹ rõ lúc này cũng không chỉ còn. Chỉ còn. Rồi có chạc. Nếu bê đại dương cũng không nhắm. Không hộp nữa. Nẹ chỉ còn vì nẹ bốc này. Hai cả bàn đua tổ lửa đầy. Nhưng bàn phía bà ơi. Rồi biếp đại nẹ rõ lúc này nó bàn thuộc nữa. Khi miền là nam mà nẹ. Pay any attention. Chạm bà rộng tế. The jack and bicycle. Jack jack nó có phép sát nó được rút phiếp. Sát có bay á. Bần to move past them while bần to chẳng là vì move nó cứ cầm rác. Biến chậu ná. Nó bây giờ bỏ rõ nó cứ push rừng cong bỏ phụ kê chanh bị phá lòng. Nó bây giờ phụ kê bàn một chất dường. Phía bàn khơi bỏ rõ mà nẹ. Thôi. Bần tốt mốc bỏ rõ là tây tiết bàn thôi. Fish. Fish nó mới là cần đập đáy á. Fish. Trong dễ thật cần đập đáy á. Trong đá là cái đó. Nhưng cất thà miền cao vì dựng mùi. Đọc đại anh thư đã thế nhé. Vũ kê bàn swing. Của vi đầy swing. Của vi đầy vô vũ kê. Tôi lập tục cròi. Tôi mục tục cròi. Vì dựng của vi đầy trọng đá là thế nhé. Không hấn á. Được bây giờ khi ông đang thà vũ kê. Lên rock pepper scissor. Thì dựng lên cao lên cắt trái á. Để dừng bao xin xung đập lia đập lia. Nước bê đa nẹ bòm ra vì nẹ bàn đà cắn. Quạt bàn khơi nhộm mơ phụ kế. Quạt như vậy thả. Nị cư chưa được biếp đai mà luôn mà nhé đọc sài. Nào ca mình rửa sọc nè. Disagreement. The loser nẹ tránh cư tự tù khó trấu. Xong ra phụ rực nạ. Plim plim. Bà rác vì nẹ bàn chụp lục nè. Nó bây giờ kêu màn khơi bỏ rộng mà nẹ nhìn nhấm. Nó khả nạ đai nẹ rất tây tiết. Vì là căn đai, bởi riêng đai buồn. Hay có tích, rồi có sắc. Cho nghĩa là ẩn đạt. Nó bây giờ nẹ bỏ rộng. Khơi nhóm cầm phong mới. Còn bàn rộng nhóm thả. Nhi khi chưa được đàm lúc nhiên là dây thả. Phụ kế mình chạm bỏ rộng. Hay là mình pay him cho là mình chênh lươi ở quán nâu ốp tay buôn cả buôn bè thế. Đi cứ chia đầm nọt sài cả đọt sài chụp liền tam phùm quay quay bốc đi quay kia kì kì đọt sài bạc nâng. Kì đọc đầy của vi để bao sinh sống đạc thế nhá. Chân bật sân bồn đọc ọt bán bồn ai mơ xa lần với nhảy sạch đọc hay chưa rơ. Ta có lẽ nó vô phát simple. Có lẽ nó vô phát continue. Còn ai chưa được luôn ai mất. Ok, nó có nông biệt đến nó cứ bộ ôn vô cho bạn. Mùi cũng rất thêm tiết ông bị cả bà phát continue. Hay là phát simple. Vì xưa ra ta phát simple này là phát continue. Mùi là cả một thông bà lá cứ phát continue. Cả một phát simple. Cứ
ta sẽ cầm phim đang ở tia ra khi ông cũng phong mơ tu tu cũng phong mơ tu tu để liền máu chẳng như ngập phong mơ tu tu môn bàn liền máu rước gặp khi ông cũng phong tay đây 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 sẽ bên kia tu sập máu anh đang dừng trong pra cả pin như này và chẳng được không bị đến chẳng cứ phần á và sân phố là bắt toàn trong nó hồn ảnh mơ xả là mình mê rin nít cứ bằng cách là ứng thọt và lật video cứ bình dân bỏ sài ở những ắt ở bốn dân nghe dân bởi cũng rất thêm tiết một tập hiệp ôn lên đó sẽ là hãy xôn bốn xôn ở con phố để bàn chùm này về liếc mơ video cứ bị đau hồn ảnh chọn.